X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Tam Quốc đó là một thời đại vô cùng hỗn loạn, mặc dù thời đại này xuất hiện rất nhiều anh hùng, nhưng ô cũng đều là thời thế bắt buộc, bắt người ta phải tinh anh. Những người có khả năng, có trí có tài đều chọn cách dựa vào một minh chủ để tự bảo vệ mình. Một vài vị tướng với trí tuệ và lòng can đảm cũng hy vọng gặp được minh quân của chính mình. Bản thân các quân chủ và chư hầu cũng mong giữ được cho mình một phần đất lập thân, vì vậy không ngừng tuyển dụng những tài năng xuất sắc về mọi mặt. Thời đại này, một khi mưu sĩ hay tướng quân nào đó được quân chủ xem trọng, họ đều sẽ hết lòng trung thành với vị quân chủ đó, có chết cũng không phản bội. Nhưng, không phải tất cả các thần tử đều có thể hy sinh tính mạng vì chủ công của mình hay có được sự công nhận của chủ công. Họ có người bị hoài nghi, thậm chí bị đồng nghiệp tìm lý do hãm hại. Nếu nói về những nhân vật và tình tiết đáng nhớ nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, một trong tứ đại kinh điển của Trung Quốc, chắc chắn sẽ có người nói đến Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Vân Trường. Nhưng hôm nay X51 Story muốn nói về một nhân vật dường như không nổi bật ở giai đoạn sau đó là mãnh tướng Ngụy Diên. Theo Tam Quốc Chí, Ngụy Diên tự Văn Trường, người ở Nghĩa Dương, từng làm bộ tướng đã theo Lưu Bị vào Thục, lập nhiều chiến công, được thăng làm nha môn tướng. Trong lần ra Kỳ Sơn lần thứ 6, Gia Cát Khổng Minh, tể tướng của Thục Hán, không may chết vì bệnh. Ngụy Diên vốn nổi loạn, lại càng kiêu ngạo hơn. Chính là bởi vì ông ta không biết tự kiềm chế cho nên cuối cùng tự mình bị giết, không có được một cái chết êm đẹp. Trước khi chết, ông ta đã hét lên bốn chữ, nhưng bốn chữ này đã vô tình trở thành cách nói phổ biến trong miệng mọi người ngày nay, và nguồn gốc của bốn chữ này có thể vẫn chưa được biết, vì vậy chúng ta hãy bắt đầu lật ngược lại lịch sử Tam Quốc. Thời gian đầu, Lưu Bị còn là một hoàng thúc ít người biết đến, chạy nạn Tào Tháo sang nương nhờ Lưu Biểu. Lúc này Ngụy Diên làm tướng dưới trướng Lưu Biểu đã tỏ ý muốn đi theo Lưu Bị. Nhưng Lưu Bị không cho ông ta câu trả lời rõ ràng, Ngụy Diên cũng không đợi Lưu Bị trả lời, hai người tách ra một thời gian. Cho đến khi Lưu Biểu ốm liệt giường lâm nguy, Lưu Tôn và Sái Phu Nhân muốn phản bội Lưu Biểu, muốn hàng Tào Tháo để giữ được chức Kinh Châu Mục. Nhưng Ngụy Diên kiên quyết không đồng ý, sao có thể giao vùng đất mình liều mạng chấn giữ cho Tào Tặc. Ngay lập tức giữa Ngụy Diên và Sái Phu Nhân xảy ra xung đột nghiêm trọng, Ngụy Diên quyết định mở cổng thành đón Lưu Bị làm Kinh Châu quận chúa. Tuy nhiên, lúc đó Lưu Bị đơn độc bất lực, Ngụy Diên lại bị quân phòng thủ tấn công, có thể nói là bị địch tập kích. Trong cơn tuyệt vọng, Ngụy Diên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm nơi ẩn náu ở quận Trường Sa, Hàn Huyền. Sau trận Xích Bích, lúc này Lưu Bị chiếm Kinh Châu cử Quan Vũ đi lấy quận Trường Sa. Ngụy Diên không còn chấp nhận được hành động của Hàn Huyền, nên đã giải cứu Hoàng Trung và giúp Quan Vân Trường lấy Trường Sa. Ngụy Diên, Hoàng Trung theo Quan Vũ về quy phục Lưu Bị. Ngụy Diên tưởng rằng cuối cùng đã kết thúc chuỗi ngày phiêu bạt, gặp được quân tử cảm kích, mừng rỡ gặp được Lưu Bị nhưng lại suýt bị Gia Cát Lượng giết. Trong số các nhân vật Tam Quốc Diễn Nghĩa, người thuộc phe Thục Hán thường được đề cao quá sự thực, nhưng lại có trường hợp ngoại lệ là Ngụy Diên. Cho đến giờ, do ảnh hưởng từ ngòi bút của La Quán Trung, danh tướng Ngụy Diên bị coi là biểu tượng của sự phản chủ. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, việc Ngụy Diên phản chủ bị La Quán Trung đóng đinh ngay hồi 53 khi Quan Vân Trường đưa Ngụy Diên vào ra mắt. Khổng Minh sai võ sĩ lôi ra chém. Huyền Đức giận mình hỏi, Ngụy Diên là người có công, không tội tình gì, sao quân sư lại giết đi? Khổng Minh nói, ăn lộc của chủ mà giết chủ, thế là người bất trung, ở đất ấy mà lại dâng đất ấy, thế là quân bất nghĩa. Và lại, tôi xem sau gáy hắn có cái phản cốt, mai sau tất sinh lòng phản nghịch, cho nên chém trước để trừ vạ sau này. Tiếp đó, hồi 104, La Quán Trung lại dùng kiểu thiên cơ để đóng đinh mưu phản nghịch của Ngụy Diên thế này. Ngụy Diên từ khi về ở riêng một trại, đêm mơ thấy trên đầu mọc ra hai sừng, tỉnh dậy nghi hoặc lắm. Hôm sau có quan hành quân Tư Mã Triệu Trực đến chơi. Diên mời vào hỏi rằng, lâu nay nghe ngài tinh hiểu dịch lý. Tôi đêm mơ thấy đầu mọc ra hai sừng, không biết lành dữ thế nào, ngài đoán giúp cho. Triệu Trực nghĩ hồi lâu, mới đáp rằng, đây là điểm đại cát. Đầu kỳ lân có sừng, đầu rồng cũng có sừng, đó là điểm biến hóa bay nhảy đây. Những chi tiết này rất ác vì La Quán Trung dùng thủ thuật tà bút mặc định Ngụy Diên là kẻ có tướng làm phản, nằm mơ cũng muốn làm phản. Trong thực tế, chính sử không chép việc Ngụy Diên có tướng phản cốt. Còn về giấc mơ của Diên thì đó là giấc mơ đánh giặc đền ơn nước. Bộ sử Tam Quốc Chí của Trần Thọ chép, Diên mộng thấy trên đầu mọc sừng, nhân thế mới hỏi quan Chiêm Bốc là Triệu Trực. Trực nói dối Diên rằng, giống kỳ lân trên đầu cũng có sừng mà đại dụng, ấy là điểm chẳng cần phải đánh mà giặc tự tan vậy. Tuy nhiên khi đó Lưu Bị lại rất cất nhắc Ngụy Diên. Sau đó, Lưu Bị dẫn Ngụy Diên và Bàng Thống vào đất Thục. Cuối cùng thì Ngụy Diên cũng đã ghi dấu ấn, trong cuộc hành quân này vừa khôn ngoan vừa dũng cảm. Không chỉ anh dũng chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường mà còn đóng vai trò là quân sư của Lưu Bị.
Sử chép, khi Hiên Chủ xưng làm Hán Trung Vương, đóng dinh ở Thành Đô. Lúc bấy giờ cần một tướng giỏi trấn giữ Hán Xuyên, mọi người đều bàn luận cho rằng tất sẽ là Trương Phi, Phi cũng nghĩ như vậy. Tiên Chủ lại đề bạt Diên làm đô đốc Hán Trung, tước trấn viễn tướng quân, Hán Trung thái thú, mọi người đều kinh ngạc. Tại sao lại vậy? Vì khi có Kinh Châu thì Lưu Bị đã giao cho người em kết nghĩa thân tín là Quan Vũ giữ trọng trách, thì khi có Hán Trung, ai cũng nghĩ rằng Trương Phi chắc suất. Rốt cuộc, Lưu Bị với con mắt tinh nhìn người của mình đã chọn Ngụy Diên. Thậm chí, cách Ngụy Diên đối đáp khi nhận trọng trách xem ra còn đáng tin tưởng hơn nhiều khi Quan Vũ nhận giữ Kinh Châu. Sử chép, Hiên Chủ họp quần thần, hỏi Diên rằng, nay ủy thác cho Khanh giữ trọng trách này, Khanh cảm thấy thế nào? Diên đáp rằng, nếu Tào Tháo cử quân thiên hạ đến, thần sẽ vì đại vương mà kháng cự, nếu cử một viên thượng tướng dẫn 10 vạn quân đến, thần sẽ vì đại vương mà nút gọn. Tiên Chủ khen hay, mọi người đều cho rằng lời ấy là hùng tráng. Khi Lưu Bị xưng đế hiệu, liền tiến cử Diên làm trấn bắc tướng quân. Năm Kiến Hưng Nguyên Niên, Diên được phong làm Đô Đình Hầu. Tức là dưới thời Lưu Bị thì Ngụy Diên được trọng dụng hết mức. Sau khi Lưu Bị mất, Gia Cát Lượng cũng vẫn trọng dụng Ngụy Diên. Năm Kiến Hưng thứ năm, Gia Cát Lượng đóng quân ở Hán Trung, đổi Diên làm đô đốc quân tiên phong, lĩnh chức Tư Mã, Lương Châu Thứ Sử. Năm Kiến Hưng thứ tám, Diên đại phá Ung Châu của Thứ Sử Quách Hoài, được bổ thêm chức tiền quân sư, Trinh Tây đại tướng quân, được thêm tước Nam Trịnh Hầu. Thời điểm đó, các danh tướng tại thục như Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung đã chết cả. Triệu Vân tuy còn nhưng trong lịch sử không được đánh giá cao. Gia Cát Lượng và Ngụy Diên chính là hai nhà cầm quân tài năng và kinh nghiệm nhất. Gia Cát Lượng nắm quyền quân quốc ở nước Thục, và Gia Cát không bao giờ dám quên ân nghĩa của cựu vương đối với mình, ông bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc viễn chinh phương Bắc. Lúc này, Ngụy Diên đề ra sách lược xuất quân ở Tý Mọ Cốc, bị Gia Cát Lượng chỉ trích rằng quá đỗi nguy hiểm, phủ quyết không dùng tới. Gia Cát Lượng không áp dụng chiến lược của Ngụy Diên, cho rằng nước đi này quá nguy hiểm. Ngụy Diên tỏ vẻ chán nản vì Gia Cát Lượng không thông suốt kế sách của mình, nhưng bắc phạt của Gia Cát Lượng đã thất bại, Ngụy Diên thậm chí còn phàn nàn. Nếu ngươi nghe lời ta sớm hơn thì ngươi đã thành công rồi. Theo quan điểm của Ngụy Diên, có thể Gia Cát Lượng ghen tị với tài năng của mình, và quyền lực nằm trong tay Gia Cát Lượng. Gia Cát tin rằng Ngụy Diên sinh nổi loạn và sẽ dẹp loạn trong tương lai, những lời phàn nàn của ông cho thấy người này không bình tĩnh và kiêu ngạo. Thực ra Gia Cát Lượng biết lúc này tinh thần nước Thục đang sa sút, người không có, nên luôn có thái độ hòa giải với những người như Ngụy Diên. Nhưng Gia Cát Lượng đã qua đời sau Bắc phạt lần thứ 6. Vậy mà mùa thu 234, Lượng bị bệnh nặng, bí mật cùng trưởng sử Dương Nghi, Tư Mã Phí Vĩ, hộ quân Khương Duy bàn rằng sau khi mình chết sẽ lui quân, sai Ngụy Diên đoạn hậu, tiếp nữa là Khương Duy, Nhược Bằng Diên không vâng mệnh, cứ tự dẫn quân rút về sẽ xử theo quân pháp. Có thể thấy việc Lượng cùng với Tâm Phúc bí mật họp mà không cho Diên biết thì dàn lãnh đạo quân Thục khi đó đã có những rạn nứt lớn. Tuy nhiên, dù là rạn nứt thì quyết sách nên để cho Ngụy Diên biết thì sẽ không có những nảy sinh sau khi Lượng mất. Lúc Lượng mới mất, các tướng bí mật không phát tang, Dương Nghi lệnh cho Phí Vĩ tới thăm dò ý tứ Diên. Diên nói, thừa tướng tuy mất đi, nhưng ta vẫn còn đây. Vậy chỉ nên phái phủ quan lo việc tang lễ đưa thi thể thừa tướng về chôn cất, ta sẽ thống suất ba quân đánh giặc. Hà cớ gì vì một người chết đi mà phải phế bỏ việc lớn thiên hạ nhỉ? Và lại Diên ta là người thế nào, sao có thể chịu sự chỉ huy của Dương Nghi, để nhận việc đi đoạn hậu như vậy sao? Những điều Ngụy Diên nói không hề vô lý vì Bắc phạt vốn là sự nghiệp lớn của nhà Thục Hán, khi đó do chính Lưu Thiện phê chuẩn nên trừ khi có chiếu của Lưu Thiện thì mới được phép rút quân về. Việc Ngụy Diên không chịu nghe lệnh của Dương Nghi cũng đúng vì từ năm 230 sau Công Nguyên, Ngụy Diên đã được phong chức tiền quân sư, Trinh Tây đại tướng quân, tước Nam Trịnh Hầu, vai vế trong quân đội chỉ dưới Gia Cát Lượng, thì việc gì phải làm phản khi Lượng đã mất và không ai đủ danh vọng thay Diên. Trong khi đó, Dương Nghi chỉ là trưởng sử trong phủ thừa tướng, tức chức vị ngang một vị chánh văn phòng mà thôi. Dương Nghi chỉ có nhiệm vụ soạn và thông báo các chỉ thị từ Gia Cát Lượng mà việc rút về như thế nào có vẻ vượt quá thẩm quyền của Nghi. Cần nhớ ngày xưa, việc rút đại quân về phải có thông báo cho kinh đô để phòng các tướng làm phản chứ không thể muốn rút là rút. Trong vụ việc này, Ngụy Lượng là sách sử của nước Ngụy chép rất khách quan, Gia Cát Lượng bị bệnh, bảo bọn Diên rằng, sau khi ta chết phải hết sức thận trọng, chớ có như thế nữa. Lại sai Diên thay mình điều hành mọi việc, bí mật làm lễ tang và lui về. Diên nhân thế bèn giấu việc ấy, lui binh về đến Bao Khẩu mới phát tang. Trưởng sử Dương Nghi với Diên vốn bất hòa, thấy Diên nắm quyền quân sự, sợ bị hại, bèn nói phao lên rằng Diên muốn dẫn quân theo về phương Bắc, nhân đó dẫn quân đánh Diên. Diên vốn không có bụng dạ ấy, không đánh mà dẫn quân bỏ chạy, bị quân Nghi đuổi theo giết chết.
Vụ Ngụy Diên bị vu cho tiếng phản có vẻ do Dương Nghi tiến hành vì Diên và Nghi không ưa nhau từ trước. Khi đảm đương công việc, Dương Nghi có mâu thuẫn với Ngụy Diên. Gia Cát Lượng vừa mến tài Dương Nghi vừa tiếc Ngụy Diên dũng cảm nên thường tiếc về sự bất hòa đó và cố giàn hòa giữa hai người. Hai người xung khắc tới mức cứ ngồi với nhau là cãi nhau. Có lần Ngụy Diên tức giận rút kiếm ra chĩa vào Dương Nghi làm Nghi khóc ầm lên. Phí Vĩ phải đứng ra hòa giải. Tình trạng bất hòa giữa hai người lớn tới mức bên Đông Ngô cũng biết chuyện. Khi Phí Vĩ làm sứ giả sang Ngô, Tôn Quyền từng nói với Vĩ về hai người và tiên liệu rằng khi Gia Cát Lượng mất thì cả hai sẽ cùng làm loạn. Trước khi chết, Gia Cát Lượng cũng coi tính cách của Ngụy Diên có thể nói là nhân từ chính nghĩa. Đáng tiếc, đối thủ không đội trời chung của Ngụy Diên là Dương Nghi, hạ nhục Ngụy Diên đến mức tối đa, không hề coi trọng Ngụy Diên. Lúc này Gia Cát Lượng đã qua đời, Ngụy Diên cho rằng mình là người công lớn nhất nước Thục nên đã tranh chấp với Dương Nghi. Mọi người đều vô cùng bất mãn với ông ta và muốn giết Ngụy Diên. Ngụy Diên cô thế đành cùng con trai và mấy người thân tín bỏ chạy về Hán Trung. Dương Nghi sai Mã Đại mang quân đuổi theo nhưng Ngụy Diên hét lên bốn chữ, ai dám giết ta? Lại không ngờ nguy hiểm đã ập đến, Mã Đại ở phía sau rút kiếm đáp trả, ta dám giết ngươi. Ngụy Diên bị chặt đầu dưới ngựa. Có lẽ Dương Nghi sợ rằng sau khi Lượng chết mà Diên lên thay thì Nghi khó có đất sống nên phải ra tay trước. Dương Nghi còn hận Diên đến mức sau khi Mã Đại chém Diên đem thủ cấp dâng cho Nghi, Nghi đạp chân lên đầu Diên mắng, đồ nô tài, ngươi còn làm ác được nữa chăng, lại muốn giết cả ba họ nhà Diên. Ngụy Diên là một danh tướng lập nhiều chiến công được Lưu Bị coi là đại tướng giỏi hơn hẳn Trương Phi, Triệu Vân. Cuối cùng Diên lại có cái kết thảm không chỉ cho bản thân mà ba họ bị tru di. Người đời cho rằng nếu Ngụy Diên chịu luồn cúi một chút với người phủ thừa tướng thì có thể số phận ông đã khác, hình ảnh của ông với hậu thế cũng khác. Tuy nhiên Ngụy Diên không chấp nhận điều đó trong suốt cuộc đời. Mặc dù Ngụy Diên đã chết, nhưng bốn từ mà ông ta hét lên trước khi chết có thể nói là đã được lưu truyền hàng ngàn năm và trở thành chủ đề trò chuyện của mọi người sau bữa tối. Nó thậm chí đã trở thành một câu cửa miệng của mọi người ngày nay, nhưng có lẽ nhiều người không liên kết nó với Ngụy Diên. Bốn từ ngày nay thường được các tay anh chị giang hồ nói khi lấy số, hay giới trẻ coi là từ thông dụng và được sử dụng rộng rãi trong các trò chơi trực tuyến. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.